Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay là thời điểm vàng để khôi phục hoạt động văn hóa du lịch. Do vậy, rất nhiều lễ hội và sự kiện vui chơi giải trí được tổ chức trên cả nước. Ở miền Bắc, Sapa, Lào Cai là điểm đến hấp dẫn bậc nhất với hàng loạt lễ hội, sự kiện được tổ chức. Đáng chú ý là sự kiện Vó Ngựa Trên Mây lần thứ tư diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 2022 với sự tranh tài của 30 nài ngựa xuất sắc nhất Tây Bắc. Lễ hội Kỳ Hoa Lạng Sơn năm 2022 được tổ chức từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. Tuần du lịch Hạ Long – Quảng Ninh dịp nghỉ lễ gồm hàng loạt sự kiện văn hóa như lễ hội Đền Đức Ông – Trần Quốc Nghiễn, lễ hội Thả Diều, lễ hội áo dài. Sự kiện điểm nhấn là lễ hội Carnival Hạ Long trở lại sau 2 năm gián đoạn. Tại Hà Nội, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội tại khu vực tuyến phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm với khoảng 100 gian hàng giới thiệu nhiều sản phẩm quà tặng du lịch được thiết kế sáng tạo bởi các nghệ nhân, hứa hẹn sẽ mang đến bất ngờ cho du khách. Tại Bình Dương, các hoạt động văn hóa và nghề hấp dẫn đã diễn ra ở nhiều nơi trong tỉnh, đặc biệt chương trình Sân chơi đường phố Bình Dương New City lần thứ 5 diễn ra từ 18 giờ đến 21 giờ Chủ nhật ngày 1 tháng 5 năm 2022 tại công viên thành phố mới. Đến với chương trình, tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, không chỉ có cơ hội thể hiện tài năng, năng khiếu âm nhạc, tham gia các trò chơi vận động mà còn được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đường phố, những vũ điệu trẻ trung sôi động, các tiết mục ảo thuật đường phố đến từ các ban nhạc và các nhóm nhảy trên địa bàn tỉnh.